Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà nằm ở đường Phan Văn Trị, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ha. Phía trước mặt Vũ Hồng là đường Bùi Hữu Nghĩa nha cô chú anh chị. Mình vẽ bên tay phải là ra đường Nguyễn Trãi, còn bên trái là mình sẽ ra đường Trần Hưng Đạo ha. Khu này khu dịch quay Bùi Hữu Nghĩa, Phở Lệ ha cô chú anh chị. Và bên kia đường Nguyễn Trãi là bệnh viện Nguyễn Trãi ha. Hướng này là cô chú anh chị là cái hướng đường đi ra đường đi ra ngoài đường Huỳnh Mẫn Đạt nha, đi thẳng qua Lê Hồng Phong ha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và bạn một căn nhà nằm trong hẻm này. Hả, căn sau lưng cho mặt tiền màu xanh này hả cô chú anh chị. Căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 5 tỷ 680 triệu ha. Giá này có bớt lọc cho cô chú anh chị bạn nào mua nhanh nha. Nhà mình có kết cấu một trệt với hai lầu ha. Nhà có diện tích đất đang sở hữu là 41m, chiều ngang nhà mình là 3m7 và chiều dài là 12m nha cô chú anh chị. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review vào trong cho cô chú anh chị bạn xem ha. Đó, sau lưng căn mặt tiền này thôi cô chú anh chị. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu xem nhà thì liên lạc 0933 79 79 79 để đi xem nhà ha. Kết nối Zalo 0963 10 10 10 để mình lấy sổ nha. Vũ Hồng gửi sổ cho cô chú anh chị bạn xem. 474/5 đường Phan Văn Trị, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ha. Cái căn này nè cô chú anh chị. Mình đi ra đó mình rẽ trái là ra lại đường Huỳnh Mẫn, rẽ trái là ra đường Bùi Hữu Nghĩa, rẽ phải là qua Huỳnh Mẫn Đạt hả cô chú anh chị. Hẻm thông nhau như bàn cờ nha. Đó, và nhà mình đây ha. Hẻm phía trước nhà là hẻm 3m ha. Này, từ đây nè. Rồi căn nhà này có giấy chủ quyền Hồng mà sổ hồn hoàn công ha. Mua thì ký công chứng sang tên nha. Rồi nền nhà cao hơn mặt hẻm là 3 tấc. Tường nhà thì được chủ ốp cao lên 1m rưỡi ha. Và từ dưới lên trên nè. À, nhà này thì lúc trước là nhà chính chủ ở nha cô chú anh chị. Về mà sơn sửa lại là nó sẽ đẹp. Ban công nhà mình mỗi tầng sẽ lấn ra thêm được khoảng 1m, gần 1m đó cô chú anh chị. Chủ nhà để lại hai máy lạnh cho mình luôn. Đó. Khu vực này để máy giặt hả cô chú anh chị. Nhà vệ sinh ở phía sau, gian bếp ở giữa, tủ bếp trên, tủ bếp dưới có đầy đủ. Về mình sơn sửa lại nhẹ lên rồi mình ở cô chú anh chị. Rất đẹp luôn ha. Rồi, cô chú anh chị bạn nào xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng nha. Còn nếu đăng ký kênh rồi thì hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Nhà mình có hướng chính là hướng đông nha cô chú anh chị, bạn hẻm thông, nhà cách mặt tiền đường Phan Văn Trị là 20m. Nhà nằm gần nhiều bệnh viện, trường học, đại học, trường học, gần trường Kim Đồng ha, gần khu dịch quay Bùi Hữu Nghĩa và gần Phở Lệ cô chú anh chị. Giá cả là chủ nhà có bớt lọc cho mình á, 5 tỷ 680, giá còn bớt lọc cho cô chú anh chị bạn nào ha. Và ở đây một tầng và ở phía bên trong một phòng nè. Hai cái máy lạnh này chủ nhà để lại luôn cho mình luôn ha. Nhà vệ sinh thì nằm bên trong đây, tổng cộng nhà mình còn là có 3 nhà vệ sinh nha. Từ nhà vệ sinh thì dán cao lên đến trần luôn. Phòng phía ngoài nè. Sơn chữa nhẹ lại là mình sẽ ở ngay cô chú anh chị. Ban công nhà mình phía trước lấn ra thêm được khoảng gần 1m đó cô chú anh chị. Có cửa sổ bên ngoài và cửa đi ra ngoài ban công luôn. Đây. Ban công inox và mặt bằng kính cường lực ha. Ở trên nè. Hướng nhà là hướng đông nha. Từ nhà vệ sinh lên đây thì dán cao lên 4 miếng gạch 1m. Rồi, đi lên trên lầu 2 nha. Lầu 2 thì có một cái phòng bên trong và một cái sân thượng bên ngoài ha. Đây cái phòng bên trong nè, phòng này rộng nha. Có nhà vệ sinh bên trong, tổng cộng nhà mình có 3 nhà vệ sinh luôn cô chú anh chị. Thiết bị vệ sinh là của inox nha. Tường nhà vệ sinh cũng dán cao lên đến trần luôn. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp chú Hồng đăng ký kênh. Còn nếu như mình đã nhiều lần xem kênh rồi, hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà
cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. Rồi đi ra phòng phía trước, đi ra sân thượng phía trước nha. À, cái này thì có khoảng lượng khoảng này nhìn trống đẹp ha. Đây sân thượng phía trước nhà mình đây. Để hai cùng nóng máy lạnh ở đây ha. Hướng nhà hướng đông nha. À, bên tay phải mình là đường Phan Nhân Trị, phía trước mặt là đường Huỳnh Mẫn Đạt, sau lưng là đường Bùi Hữu Nghĩa, bên trái là đường Nguyễn Trãi, bệnh viện Nguyễn Trãi ha cô chú anh chị. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà, địa chỉ 474 đường 474-5, đường Phan Nhân Trị, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nằm gần trường Đại học Kinh tế, Đại học Y Dược, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm, Đại học Sài Gòn, trường Trung học Thực hành Sư phạm, trường Lê Hồng Phong và trường Trần Khai Nguyên. Nhà nằm gần bệnh viện Nguyễn Trãi, bệnh viện 30 tháng 4, bệnh viện 7A, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Sùng Chính, bệnh viện Chợ Rẫy ha, và bệnh viện An Bình. Căn nhà này có kích thước ngang là 3m7 và chiều dài là 12m, diện tích đất đang sở hữu là 41m và chủ nhà đang kêu bán căn nhà này mức giá là 5 tỷ 680 triệu ha. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu tìm mua nhà thì liên lạc với Vũ Hồng để đi xem nhà nha. Còn nếu muốn xem sổ thì kết nối Zalo, Vũ Hồng gửi sổ cho xem. Nếu có bạn bè người thân của mình đang có nhu cầu tìm mua nhà thì hãy chia sẻ cho họ video clip này để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Trong quá trình xem kênh, cô chú chị bạn nhớ bấm like ủng hộ Vũ Hồng nha. Bấm like để khi video nó đề xuất lên thì mình xem được sớm ha. Hoặc là chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để khi Vũ Hồng up video mới lên cô chú chị bạn xem được liền ha. Để mình không bị nhỡ nha cô chú chị. Vũ Hồng cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết clip review nhà. Xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn ở những cái video review nhà lần sau. Bây giờ Vũ Hồng review ra ngoài đường thông bên kia để cho cô chú chị bạn xem một lần nữa ha. Bên phía bên trái nha, vô trong ha. Rồi mình đi ra ngoài mình xem đường đi rồi nha cô chú anh chị. Nhà này sơn sửa nhẹ lại là ở ha, hẻm phía trước nhà nè. Ở ra mặt tiền đường là khoảng chừng 20m thôi. Hả, còn đi đây. Đứng im đi cái gì đâu. Đó, hẻm này hẻm thông rồi ha. Mình đi đường này thẳng qua bên kia là gặp đường đường Bùi Hữu Nghĩa ha, Bùi Hữu Nghĩa. Còn đi đường này thì sẽ ra ngoài đường Huỳnh Mẫn Đạt. Rẽ trái thì mình ra lại hẻm bên bệnh viện Nguyễn Trãi. Hẻm thông nha cô chú anh chị. Rồi xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau ha.